Thu Hà xin mến chào các bạn đến với kênh Chuyện Hay Audio. Các bạn thân mến, cô gái ấy đúng là tham lam, đứng núi này trông núi nọ, đang có tình yêu hạnh phúc, còn muốn yêu lại tình đầu vì có cảm giác mới lạ. Mới lạ đầu chưa thấy, tí nữa thì mỡ răng miệng mèo, tan hoang đời con gái. Một câu chuyện chuyển thể từ đời thật như một lời cảnh tỉnh đến mọi người. Mời các bạn cùng khám phá câu chuyện ngay sau đây nhé. Thảo năm nay đã 20 tuổi, sinh viên năm 2 trường cao đẳng. Sáng 7 giờ là Thảo lon ton chạy đi học trên chiếc xe số cũ. Chiều 5 giờ tan học về, lại vội vã chạy qua nhà hàng làm thêm. Cứ mỗi ngày đều đặn trôi qua như thế. Rồi tới một ngày thì có quyết định bị tạm ngưng làm việc do nhà hàng quá vắng khách. Biết sao bây giờ, Thảo đành lủi thủi đi về với tâm trạng lo lắng. Tiền học, tiền ăn vặt, tiền cho gia đình, rồi phải đi tìm việc mới, làm quen chỗ mới, đồng nghiệp mới, thật khiến Thảo phải đau đầu. Nhưng cũng phải gạt bỏ các nỗi sợ kia qua một bên để đi tìm việc. Vốn dĩ cách để giải quyết được nỗi sợ là phải đối mặt với chính nó, nên có trốn tránh cũng không được gì. Một cô gái mới tuổi đôi mươi nhưng lại phải gánh vác quá nhiều nỗi lo, cơm áo gạo tiền nên trông Thảo gầy và xanh xao lắm. Ngày hôm sau đi học về, Thảo rong ruổi trên các con đường để tìm việc làm. Chạy đến quán trà sữa đang tuyển nhân viên, cô vào hỏi việc thì thật may mắn khi các điều kiện và thời gian đều phù hợp. Thế nhưng nữa là mức lương khá cao đối với sinh viên ở thời điểm hiện tại. Thế là Thảo nhận việc ngay, sáng phỏng vấn chiều đi làm luôn. Ngày đầu tiên đi làm chỗ mới, thật sự Thảo rất muốn từ bỏ. Quán rất đông khách, hầu như cô chẳng có khoảng thời gian nào để nghỉ chân. Nhưng bù lại, cô được ông chủ, bà chủ đánh giá cao. Họ âm thầm quan sát cách làm việc của cô và nhận thấy cô học việc rất nhanh. Điều đó khiến họ thật hài lòng. Tan làm cô trở về nhà đã 11 giờ đêm và bắt đầu suy nghĩ xem ngày mai có nên tiếp tục làm việc không hay nên nghỉ. Nhưng tự an ủi bản thân, không có công việc nào là nhàn hạ cả. Tập thể không nuôi những kẻ lười, vậy là ngày mai cô lại vẫn tiếp tục đến làm như hôm qua. Vẫn là công việc như hôm trước, nhưng hôm nay lượng khách ổn định hơn rất nhiều, nên Thảo có thời gian ngồi nghỉ và quan sát xung quanh. Một đoạn đường ăn uống, quán nhậu, quán cơm, cửa hàng vịt quay và đặc biệt kế bên có một quán chè lúc nào cũng tấp nập khách. Nhân viên của họ thì chắc gấp 4-3 lần quán trà sữa của cô đang làm. Thảo làm chung với hai người nữa, một người tên Linh làm pha chế và người còn lại là phục vụ giống cô, cũng tên là Thảo. Đang trong lúc vắng khách, Thảo cùng đồng nghiệp ngồi ăn cơm tối và nhìn ra bên ngoài. Thì lúc đó, Phước cũng vào giờ làm là 7 giờ tối. Thảo nhìn thấy Phước và thầm nghĩ. Sao lại có người xấu như vậy chứ? Mắt thì hí, mũi thì tẹt, miệng cười hở lợi, người thì lùn tẹt. Chỉ được cái nước da trắng, lại còn hút thuốc quá nhiều, không ngừng được. Vừa hút hết điếu này, lại thêm mồi điếu khác. Thảo đưa mắt nhìn Phước từ đầu đến chân, rồi lại tiếp tục nghĩ. Sao cái ông này xấu lạ vậy ta, xấu dữ thần thiệt, nhưng được cái cười cũng tươi. Kiểu cười lên cái là cứu vớt được cả khuôn mặt. Này chắc người ta gọi là nụ cười tỏa nắng đi. Thảo cứ luôn suy nghĩ như vậy trong đầu, giết rồi có vẻ say nắng hồi nào không hay. Hồi đó, Phước chợt nhìn qua quán, Thảo cũng nhìn thấy và chỉ cười. Có vẻ là Phước đang để ý cô nào trong đây rồi. Ây, thôi rồi, thì ra là ổng để ý cái Thảo, mà không phải là Thảo nhân vật chúng ta đang kể từ đầu, mà là Thảo đồng nghiệp, tạm gọi là Thảo đen nha, vì cô này da đen hơn Thảo kia nhiều. Phước để ý Thảo da đen, bắt đầu tìm cách nhờ thằng bé bảo vệ của quán trà sữa xin số điện thoại, viết thư. Chính những điều này như sát muối vào tim Thảo, nhưng Thảo cũng không quá bận tâm, dù gì cũng chỉ là một chút say nắng thôi mà, nên cũng chẳng mấy suy nghĩ. Tính ra thì ngày nào Phước cũng gửi thư, nhắn tin để làm quen Thảo da đen, nhưng Thảo da đen chỉ có nói chuyện cho vui và có phần lợi dụng, chứ không cho Phước cơ hội, vì tiêu chuẩn của Thảo da đen phải là con nhà giàu và đẹp trai. Hai thứ đó thì Phước không có, đẹp trai lại càng không. Cũng làm quen nửa tháng hơn mà không được, Phước biết mình chẳng có cơ hội nên bắt đầu ngưng nhắn tin và tìm hiểu Thảo da đen lại. Dù vẫn thường xuyên nhìn lén Thảo da đen mỗi khi cô đi dọn bàn, o đồ hay đổ rác, Phước bắt đầu để ý đến Thảo còn lại. Mỗi khi Phước nhìn Thảo thì cô luôn cười e thẹn, thấy Thảo dịu dàng, dễ thương như thế nên là từ đó Phước chuyển hẳn sang làm quen Thảo.
Lần này, Phước trực tiếp qua hàn quán mua nước bắt chuyện, xin thông tin Facebook, số điện thoại, rồi cả hai cùng tìm hiểu, nói chuyện qua lại với nhau. Tối đó gần 12 giờ đêm, Phước hồi hộp nhắn chậm chậm, cẩn thận từng con chữ gửi đến cho Thảo. Thảo làm bạn gái Phước nhé, Phước thích Thảo mất rồi. Đang nằm trên chiếc giường êm ái, Thảo vây tay lấy chiếc điện thoại vừa rung lên. Thảo đọc tin nhắn mà đôi mắt mở to tròn xoe đầy bất ngờ. Ủa, Phước đang tìm hiểu Thảo da đen mà, sao nay lại đổi ý thế? Phước ngại ngùng một lúc rồi đáp lại. Vì Thảo kia không chịu Phước, không cho Phước cơ hội làm quen. Thảo chau mày, ánh mắt khó chịu với câu trả lời của Phước. Vậy Phước là người không đàng hoàng rồi, thấy tìm hiểu không được cái, liền quay qua tôi. Người mà không trung tình như vậy thì quen làm gì, đáng ghét. Quá bất ngờ với phản ứng của Thảo nên Phước bắt đầu lo lắng. Tại Phước không dám trèo cao. Làm gì trèo cao, tôi cũng bình thường mà. Phước đừng biện minh nữa, người không chung thủy thì quen ai cũng vậy thôi. Chưa gì là đã muốn kiếm mối khác rồi. Tôi là tôi không phải đồ sơ cua của Phước, làm ơn đừng phiền tôi nữa. Phước im lặng không biết phải giải thích thế nào với Thảo. Từ tối hôm đó, Thảo chặn số điện thoại, Facebook của Phước, nhưng có vẻ là Phước đã say nắng Thảo thật rồi. Anh ta tạo tài khoản mới để kết bạn cũng bị Thảo chặn tiếp. Liên tục thể hiện tình cảm bằng cách nhìn Thảo mỗi khi làm việc, nói với tất cả mọi người gần đó là thích Thảo. Chuyện này làm cô càng thêm ghét Phước cực kỳ. Cứ thích thể hiện, ghét đến mức độ chỉ cần nhìn thôi là không nuốt trôi cục tức. Kể từ khi nhân viên giữ xe cũ của quán nghỉ, Thảo mới rủ Dũng là bạn học chung vào làm. Do bạn bè thân thiết mà Dũng lại hay ăn đêm, nên cứ tan làm là rủ Thảo đi ăn hủ tiếu gõ. Xe chạy song song cười nói cùng Dũng, đi ngang qua Phước, thấy Phước nhìn chằm chằm và rưng rưng nước mắt. Tối về, Phước ngồi ở cầu thang tựa đầu vào tường khóc mãi và nghĩ rằng đó là người yêu của Thảo. Cứ ghét nhau nhưng vẫn phải gặp nhau mỗi ngày. 6 tháng cũng trôi qua, Phước bắt đầu nghĩ rằng không còn cơ hội nữa. Bỗng một ngày không thấy bóng dáng quen thuộc đi làm. Một ngày, hai ngày, một tuần trôi qua rồi cũng không thấy. Không thấy bóng dáng người con gái ấy ra order, đem nước cho khách. Phước như đã từ bỏ hy vọng. Hôm đó anh lân la sang hỏi thăm Dũng. Ê, nghe nói ông là bạn trai của Thảo phải không? Dũng đang ăn ngước lên nhìn Phước. Không phải ông ơi, mà nghe nói ông thích Thảo phải không? Ừ, bộ Thảo nghỉ việc luôn rồi à? Dũng đóng hộp cơm lại để xuống đất nhẹ nhàng rồi nói. Nói thiệt cho mà nghe, cây Thảo nó bị đụng xe rồi, gãy chân chảy máu không à? Nó nằm viện cả tuần rồi đấy, qua thăm nó đi. Mà đừng bảo tôi là tôi nói nhé, nó ghét ông dữ lắm. Nó biết tôi nói, nó chửi tôi chết. Mà ông làm gì để nó ghét ông dữ vậy? Phước nghe xong mặt buồn hiu, đầm chiều lấy thuốc ra thút. Từ bệnh viện, Thảo nhận được tin nhắn của Dũng. Ê Thảo, nói này đừng chửi nhá. Tao có nói cho thằng Phước biết là bà bị tai nạn rồi đấy. Mà nó thương bà thiệt đấy. Thấy nghe tin bà bị đụng xe mà trông nó cứ buồn hiu à? Kệ nó đi, nó biết vậy chứ nhiều khi có thăm đâu. Xạo xạo thôi à. Với lại tôi ghét nó lắm, tôi không muốn gặp nó đâu. Ừ thì không biết sao, mà bà cho nó cơ hội đi. Lúc nói xong thì nó cứ buồn hiu à? Tôi thấy cứ tội tội sao á? Tôi thấy sao nói vậy thôi, tùy bà quyết định. Ừ thôi, chuyện đó nói sau đi. Trưa hôm sau đang ngồi xem điện thoại thì Thảo nghe bên ngoài có tiếng y tá nói lớn. Tìm Bích Thảo hả? Phòng 304 nha. Thảo nhìn ra cửa sổ, thấy bóng dáng Phước ngoài đó đi từ từ vào phòng. Phước gặp Thảo, cả hai e thẹn. Xong Phước đưa Thảo sữa và ít bánh vừa mua trên đường. Thảo nằm lâu chưa? Bị gì vậy? Ừ, Thảo nằm hơn một tuần rồi. Tối đi làm về bị đụng xe. Phước mới đi làm về hả? Phước ngồi xuống cạnh ghế giường Thảo rồi nhẹ nhàng đáp. Ừ, Phước nghe Dũng bảo Thảo bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện. Phước mới đi làm về. Bây giờ vào thăm Thảo xong rồi Phước tranh thủ về ăn tối rồi qua quán chè làm tiếp. Thảo ngại ngùng sợ ảnh hưởng thời gian nghỉ ngơi của Phước nên hối Phước về. Thôi Phước về đi, chiều còn đi làm nữa, cảm ơn Phước nhé. Phước không muốn về nhưng do Thảo kêu về với phần e ngại nên thôi anh cũng quyết định lủi thủi đi về. Vừa về đến nhà là Phước nhắn tin cho Thảo liền. Thảo buổi tối vui vẻ, nhớ ăn tối nhé, nếu cần gì cứ kêu Phước. Dù Phước quan tâm nhưng khi nhớ lại chuyện cũ vẫn làm Thảo ghét nên cô không muốn trả lời. Nhưng vì phép lịch sự vậy nên Thảo vẫn nhắn lại là ừ Thảo biết rồi, cảm ơn Phước.
Cứ cữ nào, Phước cũng nhắn tin đều đặn những lời chúc, động viên hay nhắc nhở Thảo ăn uống đúng cữ. Phước không biết là trong tâm trí Thảo không hề có Phước tồn tại. Vì mỗi ngày ở đây, cứ mỗi cữ sáng và chiều là sẽ có Phi vào chăm sóc cho Thảo. Phi là bạn học cấp 3 của Thảo. Phi thích Thảo từ những ngày đầu tiên nhập học. Thảo đi ngang qua bàn Phi, Phi ngoái nhìn Thảo không chớp mắt. Cả hai cũng thường hay đi chơi chung với nguyên nhóm và cũng từng quen nhau, nhưng mối tình chỉ kéo dài một tuần. Vì Thảo có một nguyên tắc bất di bất dịch là bạn bè sẽ không quen nhau. Thảo nghĩ rằng nếu như quen nhau rồi mà cả hai không đến được với nhau, sẽ không nhìn mặt nhau nữa, sẽ mất đi tình bạn hiện có. Chỉ bằng bây giờ chưa đậm sâu thì nên ngừng lại. Nên Thảo đã quyết định chia tay với lý do là Phi nhắn tin nói chuyện với em của bạn đang chơi cùng. Vậy là cả hai tan rã nhưng vẫn thường đi chung với nhau, đi chung với cả nhóm. Đã có nhiều lần Phi ngỏ lời muốn quay lại nhưng đều bị Thảo làm ngơ và dập tắt. Im ắng cả hai năm trời, rồi khi hay tin Thảo bị tai nạn, ngày hôm sau Phi đã vào bệnh viện từ sớm để thăm Thảo. Thấy người mình thương đau đớn như vậy, chân thì lại không ngừng chảy máu, hơn nữa còn đóng khung sắt xung quanh chân thì có nghĩa là rất nặng, khiến Phi càng đau lòng hơn nữa. Mỗi ngày lúc sáng đến giờ rửa vết thương là Phi sẽ có mặt để làm chỗ dựa tinh thần và bờ vai cho Thảo tựa đầu. Khi y tá bắt đầu sát trùng, ngoáy sâu vào vết thương để rửa sạch phần thịt và da chết, thì đó là mỗi lần Thảo la hét, dãy giụa. Tình trạng vết thương nặng, xương của Thảo bị gãy, mất phần thịt và da, sâu đến mức có thể nhìn được cả xương. Một vết thương hở khá nặng, cô phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật, thật đau đớn cho một cô gái tuổi đôi mươi, sau này phải mang theo sẹo suốt đời. Gia cảnh của Thảo thì cũng không mấy khá giả, tiền viện phí nhờ vào cả bảo hiểm và được người dì bên Mỹ gửi tiền về giúp đỡ. Nửa tháng cũng trôi qua, ngày ngày trong bệnh viện thật chán nản, nhưng cô có những người bạn thật tốt. Họ ra vào thăm cô thường xuyên, đồng nghiệp, ông bà chủ, bạn bè, cứ hầu như ngày nào cũng có người ra vào thăm biếu. Ngoài gia đình thì Phi sẽ là người xuất hiện thường xuyên nhất, cứ sáng chiều đúng cữ. Ở đó từ lao công đến các bạn nam cùng phòng cũng hay trêu ghẹo cô, vì cô dễ thương và rất hiền hòa. Mỗi khi có bạn nam nào vào thăm là Phi sẽ ngồi ở một góc chờ đợi hoặc đi xuống lầu để tránh đau lòng. Phi được ghi điểm trong mắt gia đình Thảo, đến nỗi mọi người ai cũng tưởng là bạn trai của Thảo. Nhưng Thảo xác nhận là không phải, chỉ là trước kia thích Thảo thôi. Thảo cũng rất siêu lòng và cũng hay cảm ơn Phi. Nhưng ở thời điểm hiện tại, làm sao mà cô có thể nghĩ đến chuyện yêu đương? Cô còn không biết sau này cô có đi lại được bình thường hay không, hay là sẽ bị tật cả đời. Những điều đó khiến cho tâm trạng cô tự ti, cô hay vỡ òa khóc khi mà mẹ đang ngủ. Tất cả lo lắng và tâm trạng cô kìm nén vào trong để không ai thấy. Mẹ chỉ có một mình Thảo, nếu như cô không thể hồi phục được thì ai lo cho mẹ đây? Ba thì không có từ nhỏ, gia đình lại không khá giả. Nếu bây giờ quen ai cũng sẽ làm cho người đó khổ, nên cô đành từ chối hết các lời đề nghị. Một tháng cũng trôi qua, Phi cũng đều đặn ra vào thường xuyên chăm sóc. Ở thời điểm đó, Phi rất rảnh rỗi vì chỉ đang ôn thi đại học chứ không làm gì cả. Nên Phi thường dành thời gian mỗi ngày để vào viện thăm và chơi với Thảo, ân cần động viên trò chuyện cùng Thảo, giúp cô vượt qua chuỗi ngày u tối. Chỉ cần nếu như sáng Thảo nói với mẹ rằng mình muốn uống nước bí đao, thì Phi không cần nói gì nhiều là chiều vào thăm sẽ có ngay một cốc nước bí đao mà Thảo muốn. Cô than rằng ở bệnh viện chán quá, không có gì để xem giải trí, thì Phi sẽ tải các video vào điện thoại và đem vào xem chung với Thảo. Vừa xem vừa thảo luận cười nói rôm rả. Phi nhìn Thảo đầy trìu mến rồi tự nói với lòng: anh sẽ không yêu em qua lời nói, nhưng chỉ cần em thích, anh sẽ vì em mà làm tất cả. Thảo xinh gái mà lại hiền dịu, nên không tránh khỏi việc được anh giường bên để ý. Thảo dễ thương quá, hay để anh lành rồi về làm vợ anh nhé. Anh lao công đi ngang qua vừa nói vừa cười: muốn cưới Thảo hả? Phải bước qua cái ánh mắt kính kia kìa. Hiểu ý anh lao công, anh giường bên cũng vừa nói vừa cười theo: ừ, quên đứa ta. Một chuyện tình thật đẹp được mọi người cứ trêu đùa là nếu ai muốn quen Thảo thì bước qua xác ánh mắt kính. Phi đeo mắt kính mà mọi người thì không biết tên nên cứ gọi như thế. Ngày phẫu thuật thứ 3 cũng đến. Kỳ phẫu thuật này rất căng thẳng, tất cả mọi người đều lo lắng cho Thảo. Đây là một cuộc phẫu thuật ghép thịt và da lại. Phần thịt và da đó
sẽ lấy từ bụng cô lên để ghép xuống cổ chân, nơi mà gãy xương. Nếu sau khi phẫu thuật xong, sau 5 ngày mở băng ra mà phần thịt ghép không bị tuột ra ngoài thì sẽ thành công, còn không thì đồng nghĩa với việc thất bại và phải mổ lại. Thời gian lúc này như ngừng trôi, mỗi ngày cô đều lo sợ căng thẳng. Vết đau vừa ở chân vừa ở bụng kèm theo tâm lý bất ổn đối với Thảo như cực hình. Hôm đó Phước lại vào thăm mà không báo trước. Vì vẫn ghét tính lì lợm của Phước, vừa áp lực chuyện của mình nên vừa vào tới cửa đã bị Thảo đuổi ra ngoài. Thảo lớn giọng khi vừa nhìn thấy Phước đứng trước cửa. Đi về đi. Đi về đi mà, đã kêu đừng qua rồi mà. Phước lặng người vài giây rồi buồn hiu, lặng lẽ đi về. Gia đình thấy vậy liền trách Thảo. Vì người ta có ý muốn thăm mà lại như vậy nên Thảo cũng cảm thấy có lỗi. Phước về vẫn nhắn tin cho Thảo như bình thường. Thảo cảm thấy áy náy, xấu hổ. Cảm ơn Phước, xin lỗi vì nãy Thảo nóng quá, ai kêu Phước lì chi. Phước lém lỉnh nhắn. Nếu thấy có lỗi vậy thì mở chặn cho Phước đi. Thảo mắc cười vì sự lém lỉnh dí dỏm này nên bảo. Hay quá hà, lợi dụng ghê cơ. Thảo khẽ cười và mở khóa Facebook cho Phước. Từ đó Phước có cơ hội nói chuyện với Thảo nhiều hơn. Rồi ngày tháo băng cũng đến. Giây phút tháo băng ra, Thảo như vỡ òa mừng rỡ khi phần da thịt đã kết hợp lại với nhau. Thấm thoát cũng 1 tháng rưỡi, cô được tháo ghim cố định và trở về nhà cùng cái khung sắt đóng vào xương. Cô phải mang nó thêm 7 tháng nữa mới được tháo ra. Ngày trở về nhà thật thoải mái, khung cảnh đàn chó đợi cô trở về và không gian ở nhà thật sự dễ chịu. Bạn bè hay tin trở về cũng qua nhà thăm cô, Phi cũng qua theo. Nhưng cô ngại ở nhà chó nhiều nên mới bảo các bạn đừng qua nữa. Ấy thế mà chỉ vì một câu nói mà Phi và Thảo lại mất nhau lần nữa. Phi nghĩ rằng Thảo không thích Phi, có người yêu rồi nên Phi bắt đầu im lặng và mất tích. Thảo cũng không hiểu tại sao như vậy. Thảo nghĩ rằng chắc Phi có bạn gái rồi, chỉ là nghĩ lại tội nghiệp mình nên mới vào thăm chăm như vậy. Cô cũng buồn, cũng chủ động nhắn tin nhưng chỉ nhận được sự im lặng lạnh nhạt của Phi. Mỗi ngày Phước đều nhắn tin quan tâm Thảo, chủ động mua đồ ăn, nước uống mà Thảo thích đem tới nhà. Hai người nảy sinh tình cảm, từ từ mà chính Thảo cũng không biết rằng chính mình đã bắt đầu cho Phước cơ hội để đặt chân vào con tim và cuộc sống của mình. Mẹ Thảo lại chính là người chủ động đẩy thuyền cho hai người đến với nhau. Ngày Thảo nhận lời quen Phước, Phước đăng tin trên Facebook như thể muốn nói với cả thế giới rằng nếu em không thể bước được thì chỉ cần đứng yên, anh sẽ bước 1.000 bước còn lại. Cảm ơn em đã đến bên anh. Bạn bè và bình luận chúc mừng Phước với những câu cảm thán chúc phúc, vui vẻ. Thảo đọc từng dòng bình luận và khẽ cười thầm vì nghĩ rằng có lẽ mình đã chọn đúng người rồi. Có thể Phước không giàu, không đẹp trai nhưng lại là người tình cảm và khá được lòng mọi người. Bằng chứng là những người quan tâm, chúc phúc kia. Cứ mỗi tháng đến ngày tái khám, Phước sẽ cùng mẹ Thảo đưa cô đi tái khám. Đây là ngày mà Phước mong đợi nhất vì chỉ có ngày này là Phước được ở gần bên Thảo. Bình thường Phước phải đi làm cả ngày nên hầu như không có thời gian để qua nhà chơi với Thảo. Nên cứ đến ngày này thì Phước cứ quấn lấy Thảo không rời. Ngày tháo bột cũng đến, Thảo bắt đầu tập tễnh đi như đứa con nít. Vừa có thể đi lại được cũng là lúc cô được gọi đi làm lại do có người nghỉ việc. Mặc dù đi nhiều sẽ khiến chân Thảo đau, nhưng với sự hỗ trợ từ đồng nghiệp nên mọi việc diễn ra thật suôn sẻ. Phước bây giờ bắt đầu trở thành tài xế riêng của Thảo. Chiều 4 giờ đưa đi làm, tối 11 giờ rước về nhà. Mấy ngày đầu đi làm lại, Thảo cảm giác như được sống trở lại, cảm nhận được sự bận rộn, được lao động, được gặp gỡ mọi người thật hạnh phúc. Đôi lúc ước muốn thật giản dị nhưng lại thật khó với bao nhiêu người. Từ khi nhận lời quen nhau đến giờ chưa từng cùng nhau đi chơi lần nào. Hôm đó Phước ngỏ lời với Thảo. Hay mình xin mẹ đi chơi nhé. Không ngần ngại, Thảo trả lời ngay. Được ạ, em cũng muốn đi chơi, nhưng mà đi đâu đây? Phước mừng rỡ trả lời khi được Thảo đồng ý. Em muốn đi đâu cũng được, hay mình đi xem phim không? Ừ, lâu quá em không được đi xem phim. Vậy đi coi phim nhé. Vậy chủ nhật tuần này mình cùng đi, em thích xem phim lúc tối hơn chưa? Phước điện thoại xin mẹ Thảo, được mẹ đồng ý. Hôm đó Thảo đổi ca để làm sáng, Phước thì xin nghỉ 1 ngày để đi chơi cùng nhau. Cảm giác lâu rồi chưa được ngồi sau xe người đàn ông nào làm cô run bần bật. Tới điểm xem phim, Phước để cô đứng đợi trước cửa
Một mình Phước đi gửi xe vì sợ chân Thảo còn đau mà phải đi bộ một khoản khá dài, sẽ ảnh hưởng đến vết thương khó lành. Phước ân cần dắt cô vào rạp mua vé. Dư thời gian, cả hai cùng nhau chụp tấm ảnh đầu tiên, cùng nhau ăn bắp, cùng nhau uống nước và cùng nhau xem phim. Cười nói rôm rả quên cả thời gian. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ suốt buổi tối trong sự hạnh phúc và ngây thơ của cả hai. Thảo đi chậm thế nào thì Phước sẽ đi chậm thế ấy để dìu Thảo. Hôm đấy Thảo cũng nhìn thấy một bạn nữ khác cũng đi chậm và đơ như mình. Thảo tự an ủi mình rằng không phải chỉ có một mình bị như vậy. Điều đó làm cô tự tin hơn và càng cố gắng hơn, dẹp bỏ suy nghĩ tự ái trong đầu và nghĩ rằng mình sẽ hồi phục lại như trước. Phước thấy Thảo nhìn đăm chiêu liền an ủi. Cũng có bạn bị như em mà vẫn tự tin kìa, em cũng hãy tự tin lên nhé, không ai cười nhạo một người bị tai nạn cả, đâu ai muốn mình bị đụng xe đâu em. Thảo nhìn Phước với ánh mắt dịu dàng, cất tiếng nói nhẹ nhàng mà có phần lo lắng. Ừ, em biết rồi, mà em sợ, sợ sau này không hồi phục được. Nhưng chắc sẽ không sao đâu, em sẽ cố gắng tập lại, em sẽ làm được mà. Phước nắm lấy tay Thảo rồi an ủi. Ừ, em có anh mà, dù thế nào anh cũng sẽ ở bên cạnh em, nên em đừng quá lo nữa. Anh sẽ là đôi chân của em, cùng em đi hết quãng đời còn lại. Em chỉ cần làm vợ anh thôi, mọi thứ đã có anh lo rồi. Thảo mỉm cười đến tít cả mắt, tựa đầu vào vai Phước như thể đã tìm được chốn bình yên. Hạnh phúc đôi khi không phải thứ gì đó xa vời, có khi chỉ là một lời động viên cũng đủ khiến tâm hồn nở hoa. Dần dần thích nghi và quay lại với cuộc sống lúc trước, Thảo bắt đầu quay lại với việc học. Tiền học phí là một vấn đề làm Thảo đắn đo có nên đi học lại hay không. Phước như hiểu vấn đề đó nên đã đề nghị cho Thảo tiền học phí. Em cứ đi học đi, tiền học để anh lo cho. Thôi, anh đi làm có bao nhiêu đâu mà cho em tiền, rồi thì anh lấy gì mà xài, học phí mắc lắm. Thêm một học kỳ bao nhiêu tiền? Hình như 3 triệu rưỡi hay 4 triệu gì á. Cứ đi học đi, anh lo được mà. Thì có gần tháng lương thôi chứ mấy. Học đi, sau này có nhiều cơ hội hơn. Không lẽ giờ học đến năm 2 rồi, còn có 1 năm mà em nghỉ thì uổng quá. Ừ, thì em cũng thấy vậy. Mà nếu lấy tiền anh thì sợ anh không có tiền xài thôi. Em đừng lo, anh có tiền mà. Anh thương em nên anh muốn lo cho em, cực khổ anh không sợ, quyết định vậy nhá. Dạ, em biết rồi, em cảm ơn anh. Em sẽ cố gắng học thật giỏi, cố gắng vì tương lai của hai đứa mình. Phước mỉm cười xoa đầu Thảo, kéo Thảo lại gần, hôn nhẹ lên trán cô. Sáng Thảo đi học, chiều thì đi làm, luôn có Phước mỗi ngày đưa đón. Tối làm về cả hai chở nhau đi ăn vặt, hủ tiếu gõ, bánh trắng, hay đi dạo Sài Gòn rồi mới trở về nhà. Cứ mỗi ngày rời nhà từ 8 giờ sáng đến 11 rưỡi đêm mới về. Mệt thì có mệt, nhưng thật bình yên và hạnh phúc. Sài Gòn về đêm vẫn nhiều xe chạy, vẫn nhiều ánh đèn. Cứ vài mét lại có một cặp đôi chở nhau đi dạo, rong ruổi khắp phố xá rồi trở về nhà nghỉ ngơi để bắt đầu một ngày mới. Cả hai trên xe cứ nói rồi lại cười, đôi khi phấn khích quá lại ca hát nhún nhảy. Tình cảm trao nhau cũng đã hơn 1 năm, những cuộc hẹn hò diễn ra đều đặn. Nhưng lần này thật đặc biệt, vì bộ phim đó không còn chiếu rạp nên cả hai quyết định đi xem HD. Một thể loại phim chiếu ở một phòng riêng và màn hình cỡ lớn như ở rạp, có giường nằm, có toilet riêng. Ở một không gian riêng tư, cảnh phim nóng bỏng thật khó cưỡng lại những ham muốn của bản thân. Phước và Thảo im lặng nhìn nhau, một hồi sau bắt đầu trao nhau những nụ hôn nồng cháy. Phước chạm vào khắp cơ thể Thảo, làm toàn thân Thảo như tê dại. Cả hai đắm chìm vào trận chiến cuồng nhiệt, cháy bỏng. Sau buổi xem phim, cả hai nhìn nhau không nói lời nào mà chỉ mỉm cười suốt. Có lẽ cảm giác lần đầu đó đã khiến cho hai trái tim, hai thể xác càng thêm có trách nhiệm với đối phương hơn nữa. Thảo và Phước tình yêu ngày càng sâu đậm, càng quấn lấy nhau nhiều hơn như thể hai vợ chồng. Với tính cách lãng mạn của Phước, bất kể ngày lễ gì trong năm, Phước cũng luôn ghi nhớ để tặng quà cho Thảo. Một ngày như mọi hôm, cũng đã 3 năm trôi qua, Phước thỏ thẻ cùng Thảo. Quen nhau cũng lâu rồi, hay mình tính đến chuyện kết hôn đi em? Thảo im lặng khoảng 3 giây, trong lòng hình như không muốn. Đám cưới hả? Ờ, nhưng mà có tiền đâu mà cưới. Thì anh mượn tiền cưới. Mượn ai giờ, cưới là cả vấn đề, mấy trăm triệu đấy. Thì quan trọng là em có muốn hay không thôi, chỉ cần em muốn thì anh sẽ tìm cách. Cách gì bây giờ, không lẽ đi mượn, cưới ở thành phố toàn lỗ á, cưới xong nợ ngập cái đầu còn mệt hơn. Thì anh mượn gì, cưới xong trả từ từ cũng được. Nghe câu hỏi đó của Phước như một lời đề nghị cầu hôn, Thảo vừa vui lại vừa buồn.
thu nhập cả hai cũng chỉ là vừa khởi nghiệp thì sao mà có thể nghĩ đến chuyện hôn nhân, khi mà mọi thứ thì đều tăng giá đến chóng mặt. Muốn tiến tới thì không có tiền, nhưng dừng lại thì cũng không thể. Mọi thứ cứ bấp bênh vô định như thế. Một mối tình đẹp và chân thật đúng là phải được cân bằng từ tất cả. Sự đồng nhất sẽ giúp cả hai đến bên nhau. Khi muốn thì sẽ tìm cách, còn không muốn thì sẽ tìm lý do. Phước im lặng một lúc thì nảy sinh được một ý kiến. À, hay là mình để dành tiền mua vàng trước, xong từ từ dành tiền rồi mình tính tiếp ha em. Ừ nhờ, vàng cứ tăng giá hoài, hay mình lấy tiền ra mua bộ vàng cưới trước rồi để tiền chụp hình cưới sau. Không có tiền thì làm từng bước cũng được ạ. Phước mừng rỡ vội nói. Vậy cuối tuần này mình đi mua đi. Lúc này tâm trạng Thảo vui vẻ hẳn lên và gật đầu đồng ý. Dạ, ok ạ. Khi Thảo vừa đồng ý thì trong cả hai như vang lên niềm vui lâng lâng khó diễn tả. Cảm giác lúc ấy như cái cây trồng đã lâu bắt đầu ươm trái ngọt vậy. Cứ thời gian rảnh là Thảo sẽ lên xem các video áo cưới, kiểu tóc, trang điểm. Họ dự kiến là cuối năm 2021 sẽ đám cưới, thì năm đó là năm dịch bệnh hoành hành mãnh liệt. Dịch bùng nổ quá nhanh và mạnh đã cướp đi biết bao nhiêu mạng người, nên tất cả đều tạm ngừng hoạt động để tập trung cho việc đối phó với dịch. 3 tháng trời cách ly đối mặt với dịch bệnh, hầu như phần lớn mọi người đều thất nghiệp. Khoảng thời gian ấy chẳng khác nào là địa ngục trần gian. Thảo thì ở nhà tạm ngừng làm việc, Phước thì làm việc tại công ty như bình thường, chỉ khác là sẽ ăn tại công ty. Ngoài giờ làm việc ra thì cả hai liên hệ với nhau qua FaceTime, tin nhắn. Cũng chính thời gian quá rảnh rỗi mà cuộc tình của cả hai bắt đầu bị đảo lộn. Thảo thì có nhiều thời gian để online và nói chuyện với bạn bè, còn Phước thì bận rộn làm việc mà người ta nói xa mặt thì cách lòng. Chuyện gì đến cũng đến, vị trí trong tim Thảo nay lại có người thứ hai xuất hiện. Đang ngồi online Facebook bằng máy tính, khung chat hiện lên tin nhắn. Thảo đang làm gì đấy? Tin nhắn của người đã bỏ lỡ Thảo 3 năm trước, không ai khác chính là Phi. Ơ, Thảo đang xem online tin tức, Phi thì sao? Phi đang nhắn tin với Thảo nè, Thảo có làm online không? Ơ, không, công ty Thảo đâu có làm online đâu, nghỉ hôm rài cũng 1 tháng rồi đấy. Mẹ với Thảo khỏe hết chứ? Nhà Thảo khỏe, không ai bị gì hết, thế nhà Phi sao rồi? Ở nhà ba mẹ với cháu Phi bị nên bị dắt đi cách ly hết rồi. Buồn quá, giờ buồn quá đi nhắn hết người này đến người kia để nói chuyện đây này. Ơ, Phi đừng buồn quá, vào đó lạc quan là sẽ hết à? Phi có đi làm gì không? Phi làm bên bất động sản, mà dịch cái cũng chán nên vừa xin nghỉ luôn. Giờ Phi chán đi làm công lắm, muốn mở gì để kinh doanh. Ừ, có chí đấy, thế Phi tính mở gì? Mình tính mở văn phòng phẩm giống như anh hai của Phi, mà đợi hết dịch đã, qua anh hai học nghề cho biết, rồi xin tiền ba mẹ làm vốn mở. Ừ, vậy sướng rồi, đâu phải ai muốn làm thì cũng có vốn đâu. Thời gian nhanh quá nhỉ, mới đây 3 năm rồi, thế chân Thảo hết đau chưa? Ừ, thời gian nhanh ghê thật, mới đây cũng 3 năm, Thảo hết đau rồi, thế Phi có bạn gái chưa? Ừ, Phi có rồi, nhưng cũng vừa chia tay. Sao vậy, có thể nói cho Thảo biết được không? Thì không quen nữa thôi, Phi không nói được, đã chia tay rồi thì Phi không muốn nói tới nữa. Ừ thì chuyện riêng mà, nếu Phi không tiện chia sẻ thì thôi. Phi cũng đừng lo lắng quá, ba mẹ Phi cũng sớm về thôi, giờ Thảo đi chơi game đã đây. Chơi game gì vậy, cho Phi chơi với. Game Play Together á, cái loại game kiểu thế giới ảo, đẹp ghê luôn. Ừ, Phi có chơi này, mà nghỉ rồi, nếu thỏa chơi để Phi chơi lại. Ừ, vậy lên chơi đi, chơi chung cho vui. Phi và Thảo hay cùng nhau chơi game trên thế giới ảo của một trò chơi mà cả hai nảy sinh tình cảm với nhau. À mà phải nói là tái hợp lại với nhau thì đúng hơn. Hẹn khung giờ chơi, đạp xe chở nhau lòng vòng trên khắp thành phố thu nhỏ của game. Cứ như cả hai đang hẹn hò thật thụ vậy. Hôm đó Phi ngỏ lời rủ Thảo đi chơi. Hay là hết dịch, khi nào được ra ngoài thì hai mình hẹn nhau đi chơi một hôm đi. Thảo vui vẻ trả lời. Ừ cũng được, dù gì Thảo cũng muốn nói cảm ơn Phi bằng một dịp nào đi ăn mà. Lúc giờ không có cơ hội, giờ dịch rồi cảm thấy trân quý thời gian hơn, nên mà được ra ngoài cái là triển liền nhá. Ok, quyết định vậy đi. Cứ sáng nào sau khi làm xong công việc cá nhân là cả hai hẹn nhau đến chơi game, nói chuyện, hẹn hò online. Đang trong lúc chơi game, Phi quyết định tỏ tình Thảo lại một lần nữa. Anh yêu em nhiều lắm. Thảo thấy nhưng làm ngơ và không trả lời gì, thì Phi lại nhắn tin qua Facebook. Anh yêu em, mình yêu nhau nhé. Thảo im lặng một lúc rồi suy nghĩ trả lời Phi.
Phi à, hiện giờ tôi có hôn ước đặt sẵn rồi, gia đình hai bên cũng đã nói chuyện với nhau. Thảo cũng quen người ta lâu rồi, thì làm sao quen Phi được nữa? Thì chưa cưới mà, vẫn còn cơ hội. Nếu Thảo thương Phi thì mình đi đến với nhau. Nếu lần này bỏ lỡ nữa thì sẽ mất nhau mãi mãi, không còn cơ hội nữa đâu. Thảo đã dành trọn tình cảm cho Phi rồi, nên đã đồng ý, rồi còn tự dành lời động viên cả hai. Ừ, vậy từ giờ phải cố gắng lên, chứ phía trước dự là còn nhiều khó khăn lắm đấy. Phi vui vẻ mừng rỡ, vừa cười vừa nhắn tin cho Thảo liền. Anh biết rồi, anh sẽ cố gắng. Anh yêu em nhiều lắm. Cảm ơn em đã đến bên cạnh anh lần nữa. Anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa đâu. Mối tình đó chớm nở, Thảo bắt đầu vơi dần tin nhắn với Phước, không còn nhắn tin quan tâm thường xuyên nữa. Nhưng Phước vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác thường. Anh vẫn một mực tin tưởng vào tình yêu của cả hai. Rồi ngày mở giãn cách xã hội cũng đến, mọi người trở lại với công việc và hoạt động bình thường. Lịch hẹn của Thảo và Phi cũng đã tới ngày. Tối hôm đó, Thảo mặc một chiếc váy thật đẹp, trang điểm nhẹ nhàng và xịt nước hoa đợi Phi đến. Tiếng xe vừa dừng, chuông điện thoại vang lên. Thảo bước ra đầy lộng lẫy như cướp mất trái tim Phi. Phi nhìn Thảo ngơ người. Phi có vẻ lúng túng trước vẻ đẹp của Thảo nên không nói gì, chỉ biết cười rồi nổ máy chạy. Trên đường đi cứ nói cười không ngớt vì sự xa cách quá lâu nay mới được gặp lại, làm Thảo cũng quên đi việc Phước sẽ nhắn tin mỗi tối. Cả buổi cười nói díu dít và mặc kệ dù Phước có nhắn tin hay gọi điện thế nào. Với cảm giác của con tim mách bảo, Phước cảm thấy Thảo đã thay đổi. Phước tự nghĩ không biết rằng mình có làm gì để Thảo giận không mà sao lại lạnh nhạt với mình. Nên Phước quyết định quan tâm Thảo nhiều hơn. Quan tâm càng nhiều, càng nhận lại sự lạnh nhạt càng lớn. Không lâu sau thì thắc mắc cũng được giải đáp trong một lần chở mẹ Thảo đi công việc. Trên đường đi bà nói: "Bữa giờ tình cảm của hai bay sao rồi?" Phước buồn bã trả lời: "Dạ, con không biết làm sao mà Thảo lạnh nhạt với con quá." "Mày phải cẩn thận, con đứa muốn cưới nó, thằng đó muốn quay lại với nó đấy. Mà dù gì tao chỉ coi mày là con rể thôi, nên tao cũng không cho đâu. Con cảm ơn mẹ." Phước nghe xong mà trong lòng buồn rười rượi, cũng chẳng trách gì Thảo. Anh nghĩ rằng là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nói cách khác là Thảo sẽ không phản bội anh đâu. Nhưng hàng ngày Thảo cứ trò chuyện, giấu giếm đầy hoài nghi trước mặt Phước, nên anh càng thêm tò mò, lo lắng. Phước thường xuyên kiểm tra điện thoại, nhưng Thảo phát hiện ra là đổi mật khẩu. Phước lại tìm cách khác là đăng nhập vào tài khoản Facebook của Thảo. Thật may mắn sau khi thử 2-3 lần thì cũng thành công, do Thảo chỉ xài 2-3 cái mật khẩu cho tất cả các tài khoản để dễ nhớ. Phước như chết lặng. Ngày hôm đó anh phải xin nghỉ làm để ra cà phê ngồi một mình vì quá sốc và không còn tập trung để mà làm việc được nữa. Từng dòng tin nhắn như từng con dao cứa vào trái tim Phước. Họ yêu nhau, họ rất hạnh phúc. Phước cảm thấy mình mới là người thứ ba trong cuộc tình này. Phước nhắn tin cho Thảo còn đang nghỉ trưa với một giọng điệu giận dữ, thất vọng vô cùng. "Anh đã biết tất cả rồi. Nếu em đã yêu Phi như vậy thì mình chia tay đi. Anh cảm thấy anh mới là người dư thừa trong cuộc tình này. Anh đã làm gì sai chứ? Anh bây giờ đang ở cà phê, anh không thể nào tập trung làm việc được nữa. Khi người mình yêu còn sắp là vợ tương lai của mình lại phản bội anh. Cả hai đã quen nhau khi nào? Có phải lúc dịch phải không? Bây giờ thật sự anh không biết phải làm thế nào nữa. Em biết là anh yêu em mà. Tại sao em lại làm như vậy? Đó là lý do mà em lạnh nhạt với anh có đúng không?" Thảo đọc được tin nhắn mà chỉ biết im lặng. Thảo lo sợ vì đã bị phát hiện. Vừa cảm thấy có lỗi, vừa cảm thấy đã đến lúc phải nói lên sự thật, nên quyết định trả lời Phước: "Thật sự bây giờ em cũng không biết phải nói với anh thế nào nữa." "Đúng vậy, hai tụi em đã yêu nhau vào lúc dịch. Em biết em sai, em biết anh thương em, nhưng giờ em không biết phải làm thế nào nữa. Anh cho em thời gian đi, còn nếu như anh không thể chấp nhận được thì thôi, em trả lại anh cuộc sống tự do. Hãy quên em đi." Phước lúc này như đau thắt ruột gan, tim anh lúc này như bị ai bóp nghẹt. Phước tay ôm ngực, giọt nước mắt lăn dài trên má. "Em nghĩ đi, làm sao anh có thể quên được em chứ? Em biết anh yêu em nhiều lắm mà. Anh sẽ tha thứ cho em nếu như em chia tay nó. Thằng khốn đó, đừng để anh gặp mặt nó. Anh nói trước rồi đấy." Thảo vội vàng nói đỡ cho Phi: "Lỗi không phải của Phi, là do em, là do chính em thôi. Do em cho phép người khác chen vào cuộc đời mình, là do em sai. Anh hãy quên em đi, em sẽ về nói chuyện với mẹ và trả lại vàng cưới cho anh." "Không, anh không chấp nhận, anh sẽ giành lại em là của anh."
Nhưng giờ em là người phản bội, em không còn xứng đáng với anh nữa. Quen em anh chỉ khổ thôi. Phước lấy tay dụi mắt. Anh yêu em thật lòng, anh chịu khổ bao nhiêu cũng được. Mình đã vượt qua khó khăn để bên nhau, sao bây giờ em lại đành buông tay? Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, anh sẽ dùng tình cảm của anh để đem em về bên anh. Anh không thể đánh mất em được. Em biết rồi, nhưng giờ cái gì cũng cần thời gian. Em chưa quyết định liền được. Thì anh cho em thời gian 1 tháng để kết thúc với nó. Mà tốt nhất đừng để anh gặp nó. Thảo im lặng một lúc rồi tìm cách an ủi Phước. Vậy giờ anh làm đi, anh về nhà ăn cơm nghỉ ngơi đi, chứ ngồi ngoài đường làm gì. Mặc dù đang buồn giận Thảo, nhưng Phước vẫn không quên quan tâm người yêu mình. Thôi, anh đang buồn không muốn về nhà đâu, chắc lát nữa mới về. Em muốn uống gì không? Lát nữa anh mua qua. Thấy Phước quan tâm, Thảo làm nũng. Đang buồn, không muốn uống gì hết. Uống đi, nước cam nhé. Có buồn cũng phải uống để có sức làm nữa. Dạ, vậy cũng được. Vậy lát nữa đưa nước em xong là anh phải về ăn cơm nhé. Biết sắp được gặp Thảo nên Phước có chút vui vẻ, dù rõ ràng nước mắt còn chưa kịp lau khô. Ừ, anh biết rồi, đợi anh một chút. Dù trong lòng rất đau, chỉ muốn bỏ Thảo cho xong, nhưng lại không thể làm được. Phước mua nước cam và lấy ra cây bút, viết vào một tờ giấy dòng chữ. Mặc dù lúc đọc được những dòng tin nhắn của em và Phi, anh rất sốc, chỉ biết khóc và muốn chia tay em. Nhưng anh không làm được, anh sẽ không cho phép ai cướp đi vợ của anh đâu. Anh yêu em. Phước chạy qua công ty đưa nước cho Thảo, Thảo vội vàng chạy ra lấy nước. Phước nhìn Thảo mà mắt đỏ hoe, sợi mi còn ướt nói. Nhớ đọc giấy á, anh về đây. Phước mặt buồn hiu, chạy về nhà cũng nỗi buồn rười rượi. Thảo đọc tờ giấy mà câm lặng, chẳng biết phải nói gì, làm gì đây. Lúc đó điện thoại Thảo tin nhắn vang lên. Em đang làm gì đấy, có mệt không? Anh mới ngủ dậy này. Ờ, em đang làm, giờ này 2 giờ chiều rồi, mới ngủ dậy à anh? Tối thức khuya lắm hả? Ừ, tại tối thức khuya, mấy nay thức khuya quen rồi, nên giờ mới dậy trễ. Chẳng cần đợi tin nhắn tiếp theo, Phi liền nhắn tiếp để nói khéo Thảo là Phi đi ăn để khỏi nói chuyện. Thôi, anh dậy ăn cái đã rồi nhắn em sau nhé. Ồ vâng ạ, anh đi đi. Mặc dù là Thảo rất ngao ngán cách sống của Phi, nhưng lại không thể dứt ra được mối quan hệ này. Từ lúc hết dịch đến nay đã 3 tháng, nhưng Phi vẫn sống với kiểu cách công tử. Tối thức khuya sáng dậy lúc mặt trời đã đứng bóng. Gia đình kêu đi làm thì không chịu đi, không có bằng cấp vì học dở năm nhất lại bỏ ngang nên khó xin được việc văn phòng. Bản thân thì lại ốm yếu, không thích làm việc chân tay. Suốt ngày chỉ nuôi giấc mộng làm chủ mà bản thân không biết gì về ngành mình muốn làm và cũng chưa có vốn. Cứ lênh đênh trôi giạt, tự cao tự đại và hay kiểu dạy đời. Tính cách thì rất gia trưởng, dù là con út với gia đình đông anh em. Thảo đều nhìn nhận được sự việc, nhưng cách để chia tay mối tình đầu này thật khó khăn. Những kỷ niệm cứ in sâu vào tâm trí và như sợi dây trói buộc những lúc Thảo muốn ra đi quyết từ bỏ. Tối làm về, sau khi ăn cơm, tắm rửa xong, Thảo nhắn tin Phi. Anh đang làm gì vậy? Nói dậy ăn cơm xong thì nhắn tin em, mà im du luôn thế. Thấy tin nhắn Thảo, Phi tự biết mình đã quên nhắn tin cho Thảo, nên liền nghĩ ra cách nói. À ừ, thì anh nãy giờ bận nói chuyện với chị chủ ở cửa hàng bán đồ Thái cũ. Anh chuyên gia luôn, lúc nào cũng đợi em nhắn trước, anh cứ như không bao giờ quan tâm em vậy. Em nói gì thế? Nên nếu như anh không quan tâm em, thì sao và chăm em ở bệnh viện chứ? Thảo cảm thấy rất buồn trong mối quan hệ này. Khi quen Phi là Thảo đã chấp nhận là sẽ mất đi một người yêu thương mình thật lòng và chịu lời nói ra nói vào của người khác. Vì ai cũng biết Thảo và Phước sắp kết hôn. Vậy mà đổi lại là sự vô tâm của Phi làm Thảo càng muốn nhanh chóng nói ra sự chấm dứt nhưng lại không nói nên lời. Thảo tức giận thốt lên. Biết là vậy rồi, nhưng sao anh cứ vô tâm với em vậy? Anh biết là mình sẽ mất nhau mãi mãi rồi không? Giờ khó khăn lắm mới có cơ hội, thì anh lại vô tâm. Anh có biết em sẽ phải đối mặt với những chuyện gì khi em quen anh không hả? Thảo rất tức giận, muốn nói ra lời chia tay, nhưng kìm nén lại. Hình như cứ mỗi lần Thảo quyết đoán chấm dứt là Phi sẽ ân cần, quan tâm Thảo để làm cho Thảo bị lung lay. Hay để chủ nhật này, anh qua nói chuyện với mẹ em nhé, để xin phép cho cưới em. Anh sẽ đem theo giấy tờ nhà luôn. Thật á? Ừ, cũng được. Mà anh đem theo giấy tờ nhà chi vậy? Để khi nói với mẹ là lo cho con lấy Thảo, mẹ cũng không lo vì anh không có nhà cửa, có thể lo được cho em. Thảo tin vào lời Phi nói. Ừ, vậy để em nói cho mẹ hẹn gặp anh nhé.
Ngày chủ nhật theo lịch hẹn, Thảo chở mẹ đến quán cà phê như đã hẹn trước. Phi đến dừng xe và lễ phép khoanh tay thưa. Dạ con chào cô khỏe không cô? Mẹ Thảo gật đầu đáp. Cô khỏe, ba mẹ con khỏe không? Hổm cô nghe con Thảo bảo ba mẹ con bị dính Covid hả? Dạ đúng rồi cô, mà ba mẹ con khỏe được rồi, giờ được về lại rồi ạ. Phi cúi người lấy hộp yến đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn, đẩy về phía mẹ Thảo nói. Cô ơi, con có một hộp yến, con biếu cô ăn lấy Thảo nha cô. Ừ, cô cảm ơn con, quả cáp quá cô ngại. Phi gãi đầu xong ấp úng nói. Dạ, nay con qua xin phép cô, cho con và Thảo được phép quen nhau. Mẹ Thảo nhìn Phi, xong nghiêm giọng. Con có biết nó sắp đám cưới rồi không? Nếu không có dịch là nó cưới hồi tháng 11 rồi đấy. Dạ con biết, con có nghe Thảo nói, nhưng con khó khăn lắm mới quen lại được Thảo. Con sẽ không để mất Thảo đâu, con sẽ cố gắng để cưới Thảo cô ạ. Cô biết con thương con Thảo chứ, nhưng mà con là người đến sau, con hiểu không? Nếu như đó giờ hai con quen nhau tới giờ thì cô rất ủng hộ, mà giờ đằng này đó giờ nó quen thằng Phước cũng rất thương nó, mà hai bên đã nói chuyện với nhau rồi nên cô không thể làm trái được. Nếu vậy người ta sao coi cô ra cái gì được đây? Dạ, mà con đã quyết định rồi là con không từ bỏ đâu, con vẫn sẽ quen Thảo. Mẹ Thảo tức giận với cách nói chuyện tự cao, bất cần ai và không phải phép của Phi, bà liền bảo. Cô nói không được là không được, vậy đi. Thảo thấy tình hình căng thẳng nên đã chủ động kết thúc buổi gặp gỡ tại đây. Thôi đi về, mẹ ơi về trước đi, con đi với Phi một chút con về ạ. Ừ, con đi với Phi để an ủi nó đi, mẹ về trước đây. Thảo cùng Phi lẳng lặng đi trên chiếc xe tới công viên. Thảo vừa khóc vừa nói. Xin lỗi Phi, giờ Thảo cũng không biết phải nói gì, nhưng chắc mình sẽ cố gắng cùng nhau đi tiếp nha, dù có bị ngăn cản. Phi im lặng một hồi rồi trả lời Thảo như kiểu trách móc. Mà giờ mẹ em nói vậy rồi, anh không biết thế nào nữa. Anh yêu em lắm, anh không muốn mất em đâu. Cả hai im lặng và lát sau cùng nhau rời đi. Trên đường chở Thảo về nhà, Phi không ngừng nắm lấy tay Thảo. Cảm giác cứ như đây là lần cuối cùng cả hai gặp nhau. Về đến nhà, khi Phi rời đi thì một trận chiến lẩy lửa giữa mẹ và Thảo đã diễn ra. Nó về rồi hả? Vâng ạ, sao mẹ không cho con với anh ấy quen nhau? Còn thằng Phước thì sao? Mày ác vừa thôi, nó thương mày thiệt lòng mà. Con biết là vậy, nhưng mà thằng Phi nó cũng thương con mà. Chưa kể nó cũng có điều kiện, có nhà có cửa, sau này nó mở công ty làm sắt thép nữa mẹ ạ. Mày đừng có mê của nhà nó, mày mà cưới nó, mày khổ từ nó đấy con ạ, khổ tới gia đình nó luôn. Cưới cái thằng công tử bột về thì làm cái gì nó nuôi mày? Nói thì đứa nào cũng nói hay lắm, tới chừng nó có làm được hay không thì mới quan trọng. Mày thấy thằng Phước nó thương mày không? Nó chịu khổ để quen mày đó giờ đấy, mà giờ mày bỏ nó thế à? Mẹ Thảo im lặng vài giây rồi tiếp tục nói. Tao chỉ chấp nhận thằng Phước là rể thôi, còn không thôi thì ở vậy khỏi cưới ai hết. Thảo im lặng rồi khóc thút thít. Lúc này trong lòng cô vì tình yêu mù quáng nên cô rất ghét mẹ mình. Mẹ Thảo như hiểu được ý cô liền nói. Ngày xưa nó trong bệnh viện, nó là cái thằng mới lớn, trong lời nói nó có vẻ rụt rè và nhiệt tình, nhưng bây giờ khi nó ra đời, nó làm bất động sản, nó tiếp xúc nhiều người nên cái lời nói nó khác trước lắm. Mày thấy hồi nãy nó cãi tao chém chém không? Tao nói mày này, lấy nó về mày khổ đấy, tính nó già trưởng lắm. Thảo nghe xong càng òa khóc nhiều hơn. Không phải vì cô buồn khi không được mẹ cho phép quen Phi, mà điều cô buồn nhất là mẹ nói rất đúng. Cô tưởng rằng chỉ có mình cô cảm nhận được tính cách đó của Phi. Cô không ngờ mẹ mình cũng thấy được điều đó như mình. Dù biết tiếp tục quen thì không có kết quả, nhưng bỏ lại không được. Cứ như vậy, từng ngày trôi qua là mỗi ngày dằn vặt, khiến cô làm việc không tài nào tập trung được. Đỉnh điểm có một ngày, Phi càng ngày càng không trân trọng Thảo. Phi đi chơi không nói Thảo tiếng nào. Mặc dù có online nhưng thấy Thảo nhắn hơn cả chục tin vẫn không trả lời. Đến tận 2 giờ sáng đi chơi về mới trả lời tin nhắn Thảo. Ừ, nãy giờ anh đi với quán, đi ăn xong hát karaoke nên không biết em nhắn, xin lỗi em nhé. Thảo nghe tin nhắn liền bật dậy trả lời. Anh có biết em lo lắng lắm không? Anh có online mà sao không trả lời em? Thì tại anh sợ em buồn nên thấy tin nhắn mà không dám trả lời. Thì thả anh trả lời một tiếng, anh đi chơi đi thì em đỡ lo. Còn này anh online mà không trả lời, cứ như anh sợ có người khác thấy vậy. Anh có biết em thức đến giờ này đợi anh, lo lắng cho anh không? Đã buồn chuyện tình hai đứa rồi mà anh còn vô tâm lo đi chơi nữa.
bị Thảo cằn nhằn phi khó chịu bảo, thì anh biết lỗi rồi, sau này anh không vậy nữa, anh sẽ thay đổi vì em mà. Em đang suy nghĩ tới bọn mình nên dừng lại đây, có tiếp tục cũng không được gì nữa. Anh biết lỗi rồi, xin lỗi em, tại anh sợ em lo thôi. Thôi em ngủ đây, mai còn đi làm nữa, anh về là em yên tâm rồi, sau này không có ai quan tâm anh nữa đâu. Anh xin lỗi mà, thôi em ngủ ngon nhé, mai nói chuyện ha. Thảo ngủ dần trong nỗi buồn, còn bên này Phi lại rất rửng rưng. Có lẽ ranh giới tình yêu của bọn con trai là Sở Khanh. Phi bắt đầu nảy sinh trong đầu kiểu bất cần và ý nghĩ xấu xa xuất hiện. Bây giờ không lấy được nó, hay là lấy đời nó, có bầu rồi thì mẹ nó cũng cho cưới thôi. Lúc đó tôi cho bà biết thế nào là lễ độ, dám từ chối tôi à? Nếu không cho tôi cưới con bà thì cho nó ôm bụng bầu đi. Đúng như kế hoạch Phi đặt ra, một bộ mặt trơ cháo đã xuất hiện. Quả là không sai so với những gì mẹ Thảo đã nói về con người của Phi. Phi bắt đầu thể hiện quan tâm thái quá để nhằm dụ dỗ Thảo theo kế hoạch. Em làm gì đấy? Anh dậy rồi đây. Này, thấy anh quan tâm em không? Sợ em buồn nên dậy sớm là nhắn tin cho em liền đấy. Ơ, bất ngờ thiệt. Nhưng giờ thay đổi được ích gì, anh đừng nhắn tin cho em nữa. Anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi mà. Sau này làm gì, anh cũng sẽ nói em nghe hết. Nhưng mà giờ tụi mình cố gắng cũng không thay đổi được gì đâu. Mẹ em không đồng ý cho cuộc tình của tụi mình, mà em thì không làm gì được. Thì giờ em với anh có em bé đi, thì mẹ sẽ đồng ý cho anh với em cưới nhau. Ơ, nhưng mà em sợ. Em sợ gì? Mẹ thì có mình em á. Nếu em có bầu rồi ai nuôi mẹ? Rồi công việc đang đà phát triển, nếu giờ em có con thì phải nghỉ làm. Anh thì chưa có công việc thì sống bằng cách nào? Có một đứa con đâu phải chuyện dễ. Anh biết mà, anh tính hết rồi, không phải một hai lần là có con đâu. Nên giờ mình làm trước đi. Trong thời gian đó anh sẽ xin ba mẹ anh cho vốn để anh mở văn phòng phẩm, xong rồi em về làm chung với anh. Em còn công việc của em nữa, em thích kế toán lắm nên em quyết định theo nghề rồi, em chỉ qua phụ anh thôi. Phi nảy sinh ý định muốn nói lời ngon ngọt để dụ dỗ Thảo đưa tiền cho mình, nên ra sức thuyết phục. Em qua làm chung với anh đi, em ở cửa hàng coi tiệm, còn anh thì đi kiếm thêm khách, mình làm cùng nhau. Mình đã xa nhau quá lâu rồi, anh không muốn xa em thêm nữa. Thì em cũng qua anh phụ buổi tối mà, chứ có phải không qua đâu. Thấy khó lòng dụ được, Phi trả lời kiểu bất cần. Nhưng mà chỉ qua phụ thôi thì được cái gì? Thảo đọc tin nhắn đó như ngơ người ra, và cô hiểu rằng thứ mà anh ấy cần không phải là mình cùng anh ấy làm, mà là muốn mình cùng góp vốn và anh ấy là người làm chủ. Giây phút này càng ngày cô càng cảm thấy nhận được rõ rệt sự mưu mô toan tính của Phi. Nhưng Thảo cứ tự nhủ với lòng là do Phi muốn làm cùng mình, cả hai cùng làm chủ cho cuộc đời mình. Thì thôi, em sống với đam mê của em, anh thích làm thì anh làm đi, em chỉ qua phụ thôi, em nói rồi. Phi như kiểu không được thỏa mãn yêu cầu mình đặt ra, hắn ta liền kiểu lạnh lùng, không thèm trả lời tin nhắn Thảo. Xong quay ra nhắn tin cơ cầm cô gái khác, thì ra trong hắn cũng chỉ là tên bắt cá hai tay và đầy tham vọng. Tình cảm hắn đối với Thảo là thật, vì Thảo là mối tình đầu của hắn, và hắn luôn cay cú vì tại sao không thể chiếm lấy trái tim của Thảo. Nay có trái tim rồi, còn có thể xác thì chưa, nhưng lại tiếp tục bị ngăn cản. Bản tính của một thằng đàn ông lại trỗi dậy, cái gì càng khó thì càng thích. Phi liền hẹn cô bạn gái cũ từng yêu hắn say đắm để thỏa mãn con thú trong người hắn. Cô người yêu cũ đáng thương của Phi vẫn không hết dại khờ, vẫn cứ yêu Phi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vẫn xuất hiện khi Phi cần, vẫn dại khờ chờ đợi một tên Sở Khanh, vẫn ngây thơ trao chọn tấm thân cho Phi. Chỉ cần Phi cần thì cô sẽ luôn xuất hiện, thân hình mảnh mai nhỏ nhắn, tự vào khách sạn đặt phòng, tự thanh toán, rồi tự dâng hiến mình cho một kẻ chẳng yêu mình. Một cô gái thật sự đáng thương. Ngày trước cô cũng từng được hứa hẹn một đám cưới diễn ra trong mơ, nhưng tới giờ cô được gì? Mất đi trinh tiết chỉ vì một kẻ không yêu mình. Cô chỉ biết khóc nhưng lại không thể từ chối việc gặp Phi. Phi bước vào phòng đã thấy Hân nằm trên giường đợi, không cần nói một câu nào đã vồ lấy Hân, người yêu cũ của Phi, như một con hổ đói. Hắn vồ lấy cô một cách mạnh bạo, một sự thỏa mãn chỉ từ một phía mà không để ý đến cảm nhận của bạn tình. Mặc dù Hân đã nói là đau và yêu cầu Phi nhẹ tay, mỗi lần như vậy Hân đều cắn răng chịu đựng một con hổ đang giày vò chà đạp lên thân xác yếu ớt của mình. Xong việc thì Phi lại kiểu ân cần hôn nhẹ lên trán Hân và cảm ơn,
rồi lại hứa hẹn các kiểu rằng chưa có ai, sẽ công khai hơn với đám bạn và gia đình. Rồi hai đứa cùng nhau đi chụp ảnh cưới. Không biết rằng Hân đã nghe câu này bao nhiêu lần rồi nữa. Anh nói thật không? Hay mỗi khi xong trận anh đều nói như thế? Thật mà, lời anh nói thật và trong sáng như làn da của em vậy. Vì vừa nói lại vừa chạm khắp cơ thể Hân, cảm giác lâng lâng đã làm Hân một lần nữa tin vào lời nói của kẻ Sở Khanh. Đang chìm đắm trong hạnh phúc thì điện thoại của Phi vang lên, là điện thoại của Thảo. Phi lật đật cúp máy, chưa kịp tắt wifi thì Thảo nhắn tin đến. Anh đang làm gì vậy, sao không nói gì với em? Hân thấy vậy liền hỏi Phi mà rơm rớm nước mắt. Anh lại nói dối em, tại sao không bao giờ anh thật lòng với em? Anh chỉ xem em là công cụ để anh buồn thì đến, vui thì đi thôi à? Em đừng hiểu nhầm, nhỏ đó là bạn anh, nó thích anh nên nó nhắn tin quải thôi. Anh đừng xạo, vậy đưa tin nhắn em coi đi. Phi liền giấu điện thoại ra sau lưng và nói. Có gì đâu em, anh chỉ của em mà, anh không đưa em coi được, anh không thích ai xem điện thoại anh hết. Khi yêu nhau thì không có gì để giấu hết, nếu anh không có thì sao phải sợ. Hân im lặng suy nghĩ rồi tiếp tục nói. Có phải cô ấy tên là Thảo, có phải là người yêu hồi đi học của anh không? Người mà anh kể rằng anh rất yêu nhưng phản bội anh đúng không? Cô ta còn tìm anh làm gì nữa? Mà sao anh phải sợ? Có phải anh còn yêu cô ta phải không? Bị đoán trúng, Phi ấp úng. Thì là... Hân òa khóc, quàng gối mềm xuống đất. Thì có gì đâu, thì cùng tần số sẽ quay lại tìm nhau thôi. Em lấy tư cách gì mà quản lý tôi chứ? Em có là gì đâu, chỉ là cái lỗ để tôi lấp đầy thôi, hiểu chưa? Phi cười đều và hiện rõ khuôn mặt Sở Khanh. Hân càng run sợ và khóc nức. Tôi sẽ nói cho chị ta biết về con người thật của anh, một con người tồi tệ. Phi tiến lại gần đe dọa. Mày không được phép nói gì cho Thảo hết, mày biết chưa? Chỉ có Thảo mới xứng với tao thôi. Nếu mày dám nói ra, tao sẽ tung clip của mày và tao ân ái lên khắp mạng xã hội cho mọi người biết. Mày nghĩ nếu ba mẹ mày biết được đứa con gái của mình đã nhiều lần ngủ với trai thì thế nào đây? Phi vừa cười vừa bật clip lên cho Hân xem. Hân không thể tin vào mắt mình là thằng Sở Khanh này nó lại quay lại những lúc ân ái của cả hai mà còn rất rõ như vậy. Có rất nhiều clip mà thấy rõ mồn một khuôn mặt Hân. Hân như rơi vào hoảng loạn, vừa khóc vừa cầu xin Phi. Anh ơi, anh đừng đăng, đừng gửi ai hết. Em xin anh, em không nói gì cho ai cả, anh muốn gì cũng được. Đấy, phải ngoan thế chứ. Mày không được phép bén mảng đến Thảo, hiểu chưa? Mày mà dám cãi thì đừng trách tao. Phi xem clip và tạch lưỡi với biểu cảm đầy Sở Khanh. Nhìn mày cũng được phết đấy nhở, cũng trắng trẻo, điện nước đầy đủ. Clip này mà lên mạng chắc cũng lên top luôn đấy. Liệu hồn cho tao. Mày biết không, Thảo của tao rất xinh đẹp và dịu dàng, lại còn giỏi giang, cũng đẹp, cũng trắng trẻo như thế. Nhưng mà bây giờ đối với tao chẳng là cái gì cả. Tao chỉ muốn thân xác nó và sẽ cho bà mẹ của nó biết thế nào là đau khổ. Tao sẽ cho bà biết con gái bà không có giá như vậy đâu. Nói xong, hắn lại tiếp tục đè Hân xuống và thỏa mãn cơn thú tính. Hân như chết lặng, chỉ biết nằm im mặc cho hắn cào xé thân xác cô. Vì giờ đây cô như đã chết, chết lặng vì không ngờ rằng người mình yêu thương như vậy lại là một tên Sở Khanh vô cùng. Hắn chỉ xem cô là con búp bê tình dục những lúc hắn muốn. Giọt nước mắt cứ rơi ướt đẫm cả gối. Những tháng ngày u tối xuất hiện trước mắt cô, tiếng khóc xé lòng đau xót cả màn đêm. Trở về nhà sau cú sốc quá lớn, Hân vừa buồn vì tình cảm, vừa lo lắng cho tương lai. Trong bóng tối, Hân ngồi thẩn thơ và suy nghĩ rằng mình phải làm gì bây giờ. Hân phải tìm cách để trừng trị con người tệ bạc đó. Không thể để nó tiếp tục hại thêm đời người con gái nào nữa. Nó thương Thảo như vậy, phải báo ngay với chị Thảo để không bị nó dụ dỗ mới được. Hân lên Facebook Phi để tìm kiếm Thảo từ danh mục bạn bè. Cuối cùng cũng tìm thấy. Hân kết bạn và nhắn tin cho Thảo. Chào chị Thảo, chắc chị cũng rất bất ngờ khi em biết chị. Nhưng hôm nay em có chuyện này muốn nói cho chị biết, là chị hãy cẩn thận với Phi, bởi anh ta là một tên Sở Khanh dụ dỗ đời con gái của em và quay lại clip ân ái để hăm dọa em. Mục tiêu của anh ta bây giờ là chị đấy. Hắn không còn là Phi của ngày xưa nữa đâu, chị đừng tin những lời hắn nói. Hắn đang muốn hại đời chị để thỏa mãn sự thú tính và hận thù đó. Nó nói là nó sẽ làm chị có bầu rồi bỏ chị để mẹ chị phải cầu xin nó vì đã ngăn cản nó đến với chị. Trong mắt nó hiện giờ chỉ có hận thù thôi. Chị hãy tin em.
Thảo nhận được tin nhắn rất hoang mang. Em là ai? Sao lại nói về Phi như thế? Em là bạn gái cũ của Phi, em luôn chờ đợi Phi. Nhưng nó chỉ đến bên em vì mục đích tình dục. Hôm nay lúc đang ở cùng nó thì chị điện thoại đến, em đã nhìn thấy và tra hỏi nó, thì nó trở mặt với em và kể ra những gì nó muốn làm trong tương lai với chị. Hiện giờ em đang rất hoang mang, em không biết phải làm gì thế nào nữa. Chị đừng nói với nó là em nói cho chị biết và hãy xóa tin nhắn của em đi. Vì khi nó biết, nó sẽ tung clip của em lên thì em chỉ còn nước chết thôi chị à. Làm sao chị có thể tin em được? Chị đâu biết em là ai. Mà em nói em là người yêu Phi đúng không? Có khi vì vậy mà em cố tình chia rẽ chị với Phi thì sao? Em nói thiệt, nếu chị không tin em cũng được. Chị hãy xóa tin nhắn với em. Hắn có lưu những video của em trong điện thoại. Chị xem trong điện thoại hắn sẽ thấy. Đừng tiết lộ gì với hắn là được. Ừ, chị biết rồi. Nói xong, Thảo rất hoang mang và nửa tin nửa không. Vì chính Thảo là người cảm nhận được Phi đã thay đổi không còn như trước nữa, như những gì mẹ cô đã nói với cô. Nói xong, Thảo rất hoang mang và nửa tin nửa không. Vì chính Thảo là người cảm nhận được Phi đã thay đổi không còn như trước nữa, và những lời mẹ cô nói với cô về Phi là hoàn toàn đúng chứ không phải sai. Chưa kịp suy nghĩ thì Phi đã nhắn tin tới. Em à, hay là mai mình đi chơi đi, anh nhớ em lắm. Dạ, mai mấy giờ? Em làm xong thì về anh với em đi nhá. Đi ăn hay coi phim cũng được. Thảo không muốn nói chuyện nhiều với Phi ở thời điểm hiện tại nên đã vội vàng đồng ý rồi đề nghị đi ngủ sớm. Vậy nhá, thôi này em mệt rồi, em muốn ngủ sớm, mai gặp anh ạ. Phi đạt được mục đích nên thể hiện ngay cái giọng Thảo mai. Ừ, ngủ đi em yêu. Thảo cảm giác Phi quá khác lạ với cách nói chuyện hàng ngày. Sau khi vừa bị mẹ từ chối lại có thể xem như bình thường như vậy được. Đúng là có ý đồ gì đó, phải đề phòng mới được. Ngày hôm sau khi tan làm về và có hẹn với Phi, Thảo cũng chẳng hề trau chuốt mình nữa. Có lẽ trong cô bây giờ chỉ toàn sự hoài nghi và thất vọng. Lên xe Phi đi đến quán ăn nhưng tâm trạng đầy lo âu suy nghĩ. Em này sao im lặng thế, bình thường em nói nhiều lắm mà. À, tại em còn buồn chuyện hôm qua, rồi chuyện hai đứa mình không biết thế nào nữa. Ôi giời, em đừng lo lắng nữa, anh và em sẽ vượt qua giông bão để đến bên nhau thôi. Như hôm nay anh đã nói đấy, mình có em bé đi thì mẹ sẽ không ngăn cản tụi mình nữa. Thảo vội vàng từ chối. Mà em chưa sẵn sàng cho việc có em bé, em sợ lắm. Phi liền thể hiện là mình sẽ gánh vác được. Cứ đẻ đi anh nuôi, anh xin tiền mẹ cưới em liền. Em đừng lo, em chỉ cần ở nhà xong ra cửa hàng của anh làm bà chủ là được rồi. Em không biết sao nữa, anh để em suy nghĩ đã. Để nhanh chóng đạt được mục đích nên Phi cứ thúc giục. Nghĩ gì nữa, giờ em gọi món đi, ăn xong rồi mình đi kiếm em bé nhé. Thảo ngồi đờ người nhìn Phi với ánh mắt tràn đầy thất vọng. Khi một câu cũng là kiếm em bé, hai câu cũng là kiếm em bé. Cảm giác cứ như Phi muốn đạt được ý định của mình. Trong thời gian đợi món ăn lên, Phi đi vệ sinh thì để quên điện thoại trên bàn. Thảo liền nhớ tới những lời Hân nói và lén xem điện thoại của hắn. Thảo mở được mật khẩu của Phi ngay vì Phi nói rằng sử dụng ngày sinh của Thảo là mật khẩu. Không ngờ những lời hắn nói chỉ là lừa gạt vì Thảo dùng ngày sinh của hắn để mở. Đúng là hắn đã quá gian dối nhiều chuyện nhỏ nhặt như thế. Điều sắp tới đây còn khiến Thảo hoảng hốt hơn nữa là những clip kia đang hiện trước mặt Thảo. Có hơn 100 clip ân ái với nhiều cô gái chứ không riêng mình Hân. Và cách hắn thỏa mãn rất bạo lực và sở khanh vô cùng. Thảo như bủn rủn tay chân. Chưa kể Phi là một tên có vấn đề về tâm lý thật sự. Khi chat với rất nhiều những người con gái khác với nội dung khiêu dâm và hình ảnh khỏa thân cháo trợn, Thảo như chết lặng và tin những gì mẹ cô đã nói, cũng như là Hân nói. Bây giờ cách tốt nhất là cô phải thoát khỏi con người ghê tởm này ngay lập tức. Chỉ có Phước là người yêu cô thật sự. Cô vội vàng nhắn tin cho Phước. Anh ơi, anh cứu em đang ở quán mì cay chỗ Tạ Quang Trấn, ở gần chỗ công ty đấy. Em đang đi ăn với thằng Phi mà nó kinh tởm quá, nó muốn hại đời em. Không cần trả lời tin nhắn, Phước điện thoại ngay liền cho Thảo. Thằng chó đó, nó làm gì em, anh sẽ liều mạng với nó. Đợi đó anh qua liền, nếu nó dám đụng vào người em, hãy la lên để mọi người cứu em. Phước tức tốc leo ngay lên xe, phi thẳng qua chỗ Thảo. Lúc này Phi đi vệ sinh ra và như hiểu được vấn đề, Phi vội chụp tay Thảo. Thảo gạt tay ra và nói, đừng đụng bàn tay bẩn thỉu đó vào người tôi. Phi, anh đúng là đồ sở khanh.
Em đừng hiểu lầm, đó chỉ là anh muốn lưu giữ lại những kỷ niệm với những người đã từng đi qua thôi. Tình dục là chuyện bình thường mà, phải không em? Thảo nói với cái giọng đầy khinh thường. Thôi, anh đừng có biện minh. Vậy còn những lời anh nói trong tin nhắn với kẻ khác sẽ hại đời tôi thì sao? Anh thật trơ tráo, thật kinh tởm và đáng sợ. Xém chút, tôi đã nộp mình cho sói và đánh mất người mình yêu thương rồi. Phi tức giận và bắt đầu giở thói côn đồ. Đúng, mày tưởng rằng mày có giá lắm à? Kể cả con mẹ của mày nữa. Nhưng giờ mày biết thì đã sao? Tao cũng sẽ chở mày đi thôi. Mày nhận ra thì cũng muộn rồi. Mày la lên, coi ai xấu hổ nào. Tao không ngờ mày đốn mạt đến thế. Mày tưởng rằng tao yếu đuối để mày muốn làm gì thì làm à? Mày tưởng tao không dám la lên à? Thảo bắt đầu nói to và lớn tiếng, khiến mọi người chú ý. Phi nổi giận đùng đùng hét lớn. Mày có im ngay đi không? Ai đời như mày là vợ tao rồi mà đi ngủ với trai không? Tao đã tha thứ cho mày rồi, còn đi ghen tao à? Phi nói xạo một cách trơ trẽn để hòng đổ hết mọi tội lỗi cho Thảo. Thảo nhìn mọi người nhìn mình với ánh mắt đầy khinh thường, khiến cô khóc nức nở và hét lên. Mày là thằng tồi, tao không phải vợ mày, mày là thằng đểu, chuyên quay lại clip ân ái với người khác, mày tồi lắm. Phi có tật nên giật mình, bắt đầu giở thói côn đồ tính đánh Thảo. Thì ngay lúc đó, mọi người can ngăn và Phước lao thẳng tới, đánh Phi tới tấp. Ai cho phép mày đụng vào vợ tương lai của tao? Tao cay mày lâu lắm rồi đấy. Phước đánh Phi tới tấp, được phục vụ nhảy vào can ra. Phi lúc này mặt mày sưng húp thều thào. Vợ mày, sao mày không biết giữ? Mày là cái thằng chuyên dụ dỗ con gái người khác, sắp có chồng mày cũng không tha. Người yêu cũ của mày đã tố cáo mày với mọi người rồi. Phi tức giận chỉ vào mặt Phước hét lớn. Ai, con nào? Mày có nhiều con nên mày không biết đúng không? Tất cả đó, cái thằng biến thái. Thảo liền chỉ tay vào điện thoại của Phi nói. Trong điện thoại nó lưu giữ rất nhiều hình ảnh và clip quay lén những lúc ân ái với người khác. Chỉ cần mở điện thoại ra là sẽ biết ngay. Bắt là 251098. Lúc này mọi người ở quán hầu như đều kinh hãi và tò mò, nên chủ động lấy điện thoại của Phi ra mở lên xem. Tất cả mọi người đều bàng hoàng và nhìn Phi với ánh mắt kinh tởm thốt lên. Mày là thằng tồi. Thảo lấy điện thoại, xóa hết clip và để xuống bàn trả lại cho Phi. Người ở quán rất bức xúc nên đập luôn điện thoại hắn và tống cổ hắn ra ngoài. Phi bỏ chạy liền ra xe và chạy về. Thảo quay qua nhìn Phước với ánh mắt trìu mến. Phước cười và nói. Về thôi vợ ơi, có anh đây rồi, không ai có thể làm gì em hết. Thảo mỉm cười, nhẹ nhàng nói lên sự biết ơn của Thảo với Phước. Em xin lỗi và cảm ơn anh. Phước nắm tay Thảo đi về. Trên đường đi, Phước cầm tay Thảo ôm eo mình. Sao còn không chịu ôm anh hả? Em xin lỗi, em hối hận lắm, đã phản bội anh, đã xém đánh mất người yêu thương mình. Em ngốc quá, anh đã nói là sẽ không bao giờ đánh mất em mà. Vậy bây giờ thì cưới nhau được chưa hả? Không biết, Thảo e thẹn nói. Phước ngừng xe lại, quay ra sau hôn Thảo và nói rằng, làm vợ anh nhé. Rồi mở khóa túi ra, lấy một chiếc nhẫn vàng lấp lánh đeo vào tay Thảo. Thảo mắt tròn xoe sưng sưng. Anh đã chuẩn bị món quà này cho em từ rất lâu rồi, lúc nào cũng mang theo bên mình hết. Chỉ đợi thời cơ nói ra thì bị thằng khốn kia phá tan. Giờ đây anh không chờ được nữa, mình cưới nhau em nhé. Thảo ôm chầm lấy Phước và gật đầu trong sự hạnh phúc. Đúng là cảm giác khi gặp đúng người là sẽ không có bất cứ sự sợ hãi nào hay rào cản nào. Chỉ muốn bên nhau ngay và luôn. Cảm giác rất vui vẻ và thoải mái khi ở bên nhau. Mọi thứ, mọi điều cô muốn, Phước luôn chấp nhận và ân cần quan tâm, chứ không như Phi ra trường chỉ thích làm theo ý mình. Ngày chụp hình cưới, Thảo và Phước tay trong tay cười toe toét. Mỗi tấm hình đều thể hiện tình yêu sâu đậm và hạnh phúc. Cứ ngỡ rằng sau giông bão thì không có gì có thể ngăn cản được họ nữa. Từng nụ hôn, từng ánh mắt, từng cử chỉ trao nhau là từng cung bậc cảm xúc. Ngày cưới cũng đến, bạn bè tham dự chúc phúc cho mối tình của đôi bạn trẻ này đã có quả ngọt. Rồi thời gian trôi qua, họ cũng có một đứa con trai kháu khỉnh. Ngày nó bập bẹ nói tiếng ba, gọi tiếng má là ngày cả hai vì cảm động mà rơi nước mắt. Cứ thế cả hai cùng bên nhau xây dựng tổ ấm và bên con khôn lớn từng ngày, sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời. Đừng vì ham danh lợi mà đánh mất đi người yêu thương mình. Nếu ai nói rằng thà ngồi khóc trong xe hơi còn hơn cười trên xe đạp thì hãy suy nghĩ kỹ lại. Từng giọt nước mắt đó được ví bằng hạt cơm đấy. Các bạn thân mến, câu chuyện đã đến hồi kết.
thật là một câu chuyện đầy ý nghĩa và đã có một cái kết đẹp. Sau khi nghe xong câu chuyện, các bạn cảm thấy câu chuyện này thế nào? Hãy để lại đôi dòng bình luận bên dưới nhé. Và Thu Hà rất mong nhận được những món quà nhỏ của các bạn thông qua những nút like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện sau.